Ok bà, hello, xin chào tất cả các anh chị em, các con, có gì cho bác đã quay trở lại với channel của mình Đào Quang đây. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em ứng dụng hỗ trợ cho tâm Free Fire. Ok thì ngày hôm kia ngày thì mình đã chia sẻ cho anh em một cái con ứng dụng hỗ trợ cho tâm cực kỳ đã biết rồi đúng không? Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em cái ứng dụng mới. Thì cái ứng dụng này hỗ trợ chúng ta chơi game và chúng ta sẽ phải chơi theo chúng ta sẽ phải chơi cùng DPI nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ phải chơi cùng DPI. Đó thì nếu nhiều bạn mà không biết thế này thế kia thì các bạn hãy xem hết video nhau người nhá. Đấy ok. Thì để chỉnh DPI mọi người, anh em chỉ cần việc vào cài đặt thôi. Vào cài đặt sau đấy anh em sẽ tìm đến cho mình cài đặt bổ sung. Đó, sau đấy anh em sẽ tìm đến tùy chọn nhà phát triển. Tùy chọn nhà phát triển thì tất cả các dòng máy đều có nhá. Rồi anh em sẽ bật cái tùy chọn nhà phát triển lên rồi anh em sẽ kéo xuống cho mình. Rồi ok. Anh em kéo xuống anh em sẽ tìm đến cái độ rộng nhỏ nhất. Đấy. Thì độ rộng nhỏ nhất này thì tí nữa anh em mới bật nhá. Anh em sẽ phải vào ứng dụng hỗ trợ cho tâm trước. Ok, anh em vào ứng dụng hỗ trợ cho tâm nó cấp quyền đấy, anh em cho phép cho mình. Ở đây anh em sẽ ấn vào rồi anh em thoát ra này. Đấy, anh em vào lại ứng dụng này. Đó, anh em sẽ ấn vào cái nút mình ấn đấy mọi người, cái chỗ xanh xanh ấy. Đó. Ở đây thì anh em sẽ nhập thêm mình nhá. Anh em sẽ nhận HCK tem nhau người nhá. Đấy, tem nhá. Thì cái bản APK này cực kỳ là ngon và cực kỳ là hỗ trợ mọi người nhá. Đấy. Thì dường như đây mình cũng không muốn nói về cái hướng dẫn nữa. Đấy, thì mọi người xem video mọi người chỉ làm theo thôi. Đấy. Thì những cái gì mọi người không hiểu thì anh em cứ xem thôi mọi người. Đấy. Thì ở đây nó nếu hình như là mình nhập sai anh em ạ. Đấy, anh em sẽ không để cái dấu cách nha anh em nhé. Anh em sẽ xóa cái dấu cách đi. Đấy, ở đây thì mình đang để dấu cách đây mọi người. Anh em xóa đi này. Đó. Ok, từ từ để mình chỉnh nó người. Mình căn nó đúng, nó ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ không cách ra nhé. Chúng ta sẽ để cho nó dính chặt nhau. Bây giờ anh em sẽ ấn nút xanh cho mình. Đấy. Và đây là chức năng menu của chúng ta đây anh em ạ. Đấy, thì anh em bật cái dòng đầu tiên lên cho mình nhé. Cái dòng đầu tiên hình như cái dòng này đấy là dòng điệu lạ thì phải anh em. Hình như cái dòng đầu tiên là cái dòng tăng điệu lạ đó này, tăng độ chính xác của điệu lạ đấy. Đấy, anh em sẽ kéo ba cái sợi này lên cho mình nhá. Còn cái ô này là màu thôi anh em ạ. Đấy, thì cái màu này nó tiếng Anh thế nên là mình cũng không dịch được, thế nên là mong anh em thông cảm cho mình. Đấy, thì cái màu này anh em thích chọn màu gì thì anh em click vào thôi. Thì nói chung nói mình cái này mình cũng nói sơ sơ qua màu nó thôi mọi người. Đấy, hy vọng mọi người xem video người nhớ like như đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Thì bạn nào mới đến kênh của mình người nhớ like video giúp mình nhé. Đấy, thì mình sẽ chọn một cái màu cho nó chất đi anh em. Màu này không ok này, xem nào. Đây một tím đây anh em. Đấy, chọn một tím cho nó ok này. Rồi bây giờ anh em sẽ kéo xuống anh em bật chức năng dưới lên cho mình nhá. Đấy, bật lên hết cho mình đó. PD start thôi, anh em bật lên cho mình. I am bot này, I am lock này, anh em bật lên hết cho mình nhá. Đấy, thì nói chung là ứng dụng hỗ trợ cho tâm là 100% là không khóa nick. Thế nên là mong mọi người đừng có hỏi là có khóa nick hay không nữa. Thì mình ghét mấy cái bạn là hay hỏi mình là có khóa nick của anh thế này thế kia mọi người. Mình chịu luôn. Đấy, lúc nào video nào mình chia sẻ lúc nào cũng thấy comment. Bây giờ anh em để bảo game anh em sẽ ấn vào cái icon FF mọi người. Đấy, nhưng mà anh em phải nhớ là chỉnh DPI nhá. Bây giờ mình sẽ chỉnh DPI lên cho nó thành triệu luôn. Đấy, màn hình bé tí tẹo luôn anh em ạ. Đó, giờ thoát ra cho mình. Anh em bảo lại ứng dụng của hỗ trợ kéo tâm này. Anh em ấn vào cái chỗ màu cam cam mọi người. Đấy, cái chỗ có từ FF ấy. Ok, bây giờ mình sẽ vào game nhá. Và mình cũng xin nói với anh em luôn là hiện tại là mình đang dùng một cái nick trên server Thái Lan. Thì cái nick này ở bên server Thái Lan, tại sao mình lại chuyển sang server Thái Lan, mình xin phép anh em luôn. Là thật ra là những cái nick kia của mình ấy, những cái nick chính của mình nó vẫn còn nhá. Chẳng qua là mình sang bên server Thái Lan để mình xem mấy cái sự kiện này kia ấy. Đấy, để mình còn biết đấy anh em. Ok này, thì cái nick này mình mới tạo được có mấy ngày thôi anh em ạ. Đấy, thì đấy nhá anh em xem sự kiện này toàn tiếng Anh nhá mọi người nhá. Đó, anh em không tin mình cho anh em xem. Chứ mình không có lý do gì để mình phải chuyển đâu anh em. Đó, thì chỉ mình muốn xem sự kiện thôi. Đấy, mấy cái video này hình như chưa có bên Việt Nam hay sao này, cũng chưa rõ cho lắm. Ok, vòng quay nào, vòng quay kim cương thì hình như cái vòng quay này kiểu gì nó cũng sẽ ra vòng quay bàng ở Việt Nam. Đấy, nhưng mà
anh em có thể thấy những cái bộ đồ nó còn có cả bính biến nữa cơ anh em ạ. Đấy, nó còn có cả bính biến nữa cơ. Thì mẹ anh Gazana ở bên bên server Thái Lan cũng khá là có lòng thương người chơi anh em ạ. Đấy, Gazana vẫn có lòng thương người chơi. Ví dụ hỗ trợ kéo tâm ấy thì mình chia sẻ rất nhiều rồi. Thì anh em cũng biết mình đó. Mình cũng kiểu như là mình cũng không nói nhiều rồi. Đấy. Và mình cũng xin nói luôn là chức năng của nó là anh em lock mọi người xem lúc anh em vào trong ứng dụng ấy thì chức năng của nó có trong đấy, nhưng mà nó tiếng anh mình cũng chưa dịch anh em ạ. Đấy, mong anh em tất cả mình cũng thì anh em chỉ việc bật đen và bào thôi anh em, tại vì là mình cũng thế thôi, mình cũng cả nhiều thêm nữa để mình soạn này rồi. Đấy, tôi sẽ kết thúc là kéo tâm nó vào đầu hơn và 100 hùng. Bạn nào mà sợ bị khóa nick thì anh em cứ việc là nick chính anh em chơi FIFA thường. À lộn, nick chính anh em chơi FIFA Max. Nick phụ thì anh em chơi FIFA thường đấy. Thì cái nick phụ của mình có rất là nhiều cơ. Video rồi thì các bạn sẽ comment giúp mình. Các bạn nên là comment là like video biết được ai là người like video mình nhiều nhất. Còn bạn nào xem video này thì hy vọng các bạn sẽ chia sẻ giúp mình nhé. Tại vì là kênh mình nó ít được xem người, được xem lắm. Và bữa nay thua hơi bị cay đấy anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một trận đấu thương đi. À, thì cái nick này nó chưa đấu danh được, thế nên là mình chỉ có thể chơi đấu thường thôi, mong anh em thông cảm nhé. Này xuống lút lút tí đồ nào. Đây. Trời ơi, dạo này mình cũng có ghép gặp mấy cái YouTuber luôn. Thì bên ghép là YouTuber tức thực sự. À, chúng nó toàn giết mình thôi, mình đã ghép vào được 2 YouTuber rồi. À, mình ghép vào cho cái huấn luyện đấy mọi người, anh em biết huấn luyện không? Đấy, trong cái huấn luyện thì mình kéo được mạng kéo anh em, mấy mạng 200 kéo không ra, đây được người trời xong luôn anh em, lại YouTuber kiểu anh em. Đấy, thế với các bạn là mình hay gặp YouTuber lắm. Đấy, cái gì đây là N9P này mọi người, N9P FF này. Trời ơi, đi bắn B-Bot à, sao đi bắn B-Bot nhiều người, như làm highlight bắn B-Bot phải. Cười mình nhảy sang YouTube mình xem thế nào. Đấy anh em thấy chưa, N9P đấy anh em. Đấy, YouTuber làng hoàng anh em nhá. Như là YouTuber này cũng đang không hoạt động rồi. Đấy, thấy ra video không, như không hoạt động rồi. Rồi, đâu nào, nhân chơi. Đó, thì như dân chơi này cũng ít khi đăng video người ạ. Build nó ít đấy mọi người, build nó ít cũng giống như mình. Ôi dồi ôi, giết người full lỏ luôn kìa. Ôi dồi, one shot được, ôi dồi ôi. Giá lạ vào đầu hay lắm. Đó, thì mình không hy vọng các bạn đăng ký kênh chia sẻ giúp mình thôi. Hiện tại kênh mình sắp được 900 người đăng ký nha mọi người nhá. Mình mong người ủng hộ mình nha mọi người. Đó, thì giờ thì mình cũng chỉ xem anh chàng này một chút thì mình thoát thôi mọi người. Vì mình cũng có thời gian xem hết. Hoặc là các bạn xem video mình người xem hết và like giúp mình nhá. À, tuy là mình cũng không có gì để nói ấy, mọi người. À. Ok, xem dân chơi này xem nào anh em. Xem dân chơi này một chút thôi nào. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn video của dân chơi của mấy bạn anh em. Mình thao tác tay rồi nha. Kiểu dữ sợ luôn, thao tác tay cho bên trái rồi, người xem bên trái là toàn là những cái thích người em. Thì những bên trái đều có gần 3 rồi, ok, và giờ mình sẽ mở cái hộp này xem nào. Trời, chúc mừng.
đấu xanh nha, mình tưởng là hộp lập phương cho anh em. Hóa ra ra cái đầu này. À, mình cũng biết thêm một thông tin nữa đó, chính là ở bên xe vừa Thái Lan nó rất là dễ ra đầu anh em ạ. Anh em quay nó cũng dễ ra luôn đấy. Ok, và mình đã phát hiện ra một điều ở đây. Beta phòng này mọi người, họ cho mua có 100 kim cương này anh em. Thì nếu hiểu ra thế nào nhiều gì nhưng mà đấy, thẻ tạo phòng bán rẻ thế. Chứ mấy gà rán Việt Nam của chúng ta thì thôi rồi. Mấy gà rán Việt Nam kia đẹp nhé. Tức là sao? Tức là chúng ta mất rất là nhiều nhé. Anh em mất rất nhiều tiền hoặc mất những cái mất nhiều kim cương này. Đó. Thì anh em mới có được những cái đồ hay những cái súng binh biến anh em ạ. Thì Gazara nước bạn thì Gazara nước bạn thì cho đồ miễn phí hết. Còn nước mình thì sao người? Nước mình thì sao cực kỳ là kẹt luôn anh em. Đấy. Có tí đồ binh biến không cho. Còn ở đây thì mở hộp phát chúc mừng. Đấy. Thì anh em xem loạt highlight đây, loạt highlight của mình. Mình cũng nói luôn mình cũng bắn gà thôi anh em, chưa có phải là một pro player đâu. Ok này, headshot này. Ra là đâu vào đầu nha người nhá. Ok, một phát luôn anh em ạ, một phát luôn. Đấy, mình quay cực kỳ là bất ngờ anh em. Trong cái vòng quay vàng này thì mọi người ạ, kỳ là bất ngờ luôn, quay một tí xíu mọi người. Và thế là ra vòng quay vàng này. Đấy, đây này, mọi người xem mình bắn trong từ chiến này. Đấy, ra là đâu vào đầu này. Đủ. Rồi ok thì chắc video của mình tới đây thì cũng chơi như các anh em xem video của mình và các chia sẻ giúp mình. Cảm ơn người rất nhiều, bye bye. Дай-ка быстро, сам там.